Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối mọi giao vua. Bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đây là tình huống cố định. Rất nhiều sự lựa chọn, không vào. Quan Độ đang nhập cuộc đầy tự tin. Rất nhiều những sự lựa chọn. Cách thức áp sát khung thành của tiếng còi của trọng tài Tờ Hin vào tiếng còi quay thì Quan Độ tràn lên tấn công. Tỷ số là 1-0. Và vẫn là cái tên quen thuộc, Nghiêm Xuân Vạn ghi bàn. 1-0 cho Quan Độ. Người ta đang mường tượng đến trận chung kết của Chi Lăng Open 2022 được thu nhỏ trên sân bóng Hoàng Yến. Từ một tình huống cố định, điều quan trọng là 1-0. Đây rồi, tỷ số là 1-0. Vẫn đến từ sai lầm chết người. Ở trận đấu gặp Hy Lạp thì Quan Độ cũng đã bán độ như thế này. Vâng, lại một điệu múa trẻ con của anh Tô Minh Hằng bên ngoài sân. Người ghi bàn chính là Công Huệ. Vẫn là một tình huống sai lầm chết người đến từ thủ môn Nghiêm Quang và Khánh Trội. 1-0. Các bạn không tin, các bạn có thể bấm thử xem. Facebook sẽ thông báo và cảnh báo ngay. Cơ hội cho Quan Độ, căng ngang và đốt lưới nhà rồi. Tỷ số là 2-1. Và không cần phải tấn công áp đảo, nhưng Quan Độ có được bàn thắng thứ hai từ một tình huống đánh biên. Lại là một pha bóng đánh biên nữa. Vâng, pha đốt lưới nhà của FC Tôn Tiền trước đây, nhưng lại không nhận được nhiều những sự hưởng ứng của các phụ huynh. Tôi cũng đã từng là một trong những người lập các trang fanpage cho các đội bóng của bóng đá khu vực, và đích thân đội ngũ Người Chuyên Lửa của chúng tôi sẽ là người duy trì trang fanpage đó bằng những thông tin nội bộ đến từ mỗi ngôi làng, mỗi thôn phát triển bóng đá phong trào, không cần chuyên nghiệp nhưng cần đến từ những ngóc ngách. Xuân Vạn tất nhiên rồi. Hàng rào của các đội Tôn Tiền đã mắc sai lầm. Một cự ly đá phạt góc sút rộng như vậy mà chỉ có 3 người đứng hàng rào thôi. Một tình huống thế này ít nhất cũng phải 4 rào. Và cái chân trái vẫn là người Xuân Vạn, rất khó để bỏ lỡ. 3-1. Tôi đã nhắc trước hàng rào cho anh Tô Minh Hằng rồi nhưng không ai nghe cả. Tôi vẫn gọi vui. Anh có thấy em nói gì không? Và khi anh nghe thấy thì tỷ số là 3-1 rồi. Vẫn tiếp tục là các thủ Quan Độ. Không thể chê vào đâu được. Sự tàn nát đã đến rồi. Một tình huống lao vào trong vòng cấm quá nhanh và xuất sắc đến từ cầu thủ đá số 90. Vâng, như vậy là bàn thắng thứ 5. Có phải là Khánh Trội ghi bàn không? Thu Tiền tiếp tục thay người. Công thông rời sân. Một pha dứt điểm từ giữa sân. Phản công. Không đủ lực nữa rồi. Rất nguy hiểm. Thay người bên phía các thủ Quan Độ. Đặng Thắng vào sân. Bây giờ Nghiêm Hợp bây giờ sân. Thôn Tiền cũng thay người.
vẫn là các thủ qua độ lại căng ngang quá hay. Vâng đấy, tại bình luận viên nói to quá, thủ môn giật mình. 6-1 Thành Đạt ghi bàn. Đã bảo là không bình luận trực tiếp vào trận đấu rồi, căng ngang cái hô to quá, thủ thành Vũ Công giật mình và 6-1. Bàn thắng bàn thua này có lẽ tại bình luận viên. 6-1. 3 trận đấu gần nhất. Thì nhắc lại là 3 trận đấu gần nhất. Vẫn là cao thủ quá độ. Vâng. Hủy diệt rồi, Thanh Đạt có một cú đúp 7-1. Thay người bên phía quá độ. Đình Khánh, Khánh Chổi rời sân và Xuân Hiệp được tung vào sân. 7-1. Sút xa. Suýt chút nữa tỷ số là 8-1. Ngày mai tôi xin nhắc lại, chắc chắn sẽ có video clip hot cho cầu thủ Tuấn Kiệt. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.